Yeah, thì chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với tập theo của The Forest. Thì ở tập trước là mình đã khoảng cách tập trước cái tập này mình đã làm được cái ngôi nhà này để có thể xếp game vào. Thì mình đã chọn cái chỗ mà nó gần biển này để mình làm. Thì không biết là nó có ok không, nhưng mà bây giờ mình đi đâu cũng được. Nói chung đi xa thì nó có cái hiện về nhà, nó không có giống như Minecraft. Bởi vì Minecraft khi bạn đi xa nó sẽ không hiện cái đường về nhà. Và mình bây giờ mình cứ quay một tập nó ngắn ngắn thôi, dưới 20 phút đi cho chắc cú, nếu không mình post dài quá nhiều khi nó không cái gì đấy. Ủa lỗi à? What the fuck game? Ủa, chặt nó mới hiện ra. Đây. Ok, mình sẽ chặt thêm một ít gỗ đó, mình không biết để làm gì nhưng mà cứ chặt đi. Chắc mình sẽ làm một ít đồ, không, tập này chắc mình chưa biết làm gì đâu. Chắc mình sẽ làm một cái lửa trại đi. Lửa trại để ồ. Ok. Nhìn nó chặt ra gì cũng giống thật phết đó nhở. Chặt nè. Chặt nè. Ok 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 ok. Dụng 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 dụng. Cây đẹp vãi lềnh. Ồ, chắc bớt nào đây. Mình sẽ vãi cái tiếng kêu. Mình sẽ làm lửa nhá. Mình sẽ làm một cái lửa xem nào. Cái lửa này lửa có đá đi. Ấn E vào để xem. Cần những cái gì? 4 cái que và 7 cái viên đá à? Đâu có cần cái này đâu, cần 4 cái que và 7 viên đá. Hiện tại là mình có mấy que rồi? Mình có 4 que rồi. Rồi mình cần 7 viên đá nữa. Rồi bây đi kiếm đá đâu đây? Lông chim á? What the lông chim? Tao đâu có cần lông chim đâu, mấy thằng con chim này. Không có cả chim nữa này, mình nhặt được con chim. Mình sẽ mở lên xem nào. Con chim, đâu rồi, vừa thấy con chim mà. Có thịt thỏ đấy, bây mình phải đi kiếm đá để mình nướng thỏ đúng rồi. Cố lên nào Vũ ơi. 1, 2 rồi. Còn cần 6 cùng nữa nhá. Đây không phải đá à? 3. Mấy cây này nhìn kỳ quá ta, nó bị lỗi á, đấy. Phải chặt vào nó kia, chắc là nó chưa có lát hết. 3 rồi, mình cần thêm 4 cùng nữa. Đây rồi, 4, 5 4. Lắc 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 phát. 5 6. Ủa. Đầy rồi, về vứt vào thôi. Ô thì cái này nó cũng có đầy đầy giống như kiểu là mấy cái game khác thôi, nó cũng đầy thôi. Và đầy inventory thì tất nhiên là chúng ta sẽ không nhặt được nữa. Đây cũng có cục mà. Thở hổn hển rồi. Như là mình đang bị cái gì á? Không, nếu bị cái gì nó sẽ hiện lên. Chắc là mình sẽ hết. Chắc mình hết cái kia rồi. 5 rồi, còn thiếu 2 cục nữa. 2 cục bằng ngay đây có này. Mình cũng chưa đói lắm, chưa khát nước lắm. Nói chung là chưa thiếu nước lắm. Rồi đủ. Bây giờ mình đã làm được một cái bếp. Bếp lửa. Oh shit. Rồi xong. Rồi mình đã quy để đóng. Quy để đóng. Ok. Bây giờ mình sẽ xem nào. Mình có inventory. Mình sẽ có thịt thỏ. Mình sẽ lấy thịt thỏ ra. Ngon canh. Ấn chữ C để. Ngon chưa, ngon chưa. Thêm lá vào là ấn chữ E để thêm lá vào. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên. Trong cái lúc chờ đợi chắc mình sẽ xem ở đây có mấy căn nhà nó đẹp không để mình làm thôi, chắc là chưa cần đâu nhỉ. Khu này chắc là sẽ không có thổ dân đâu, nhìn nó khá là yên bình đấy. Yên, con ngựa nó tĩnh nha. Cái này thì không biết bao giờ mới được nhỉ, mình sẽ sắp mưa rồi. Mưa chắc là phải, bây giờ mình chắc là phải có cái chiến. Mưa rồi à? Mưa chưa ta? Mình không thấy là dấu hiệu của mưa nhá, mình thấy nó sao sao á. Rồi, vẫn chưa mưa đâu. Lấy, chín rồi nè. Ở bề lấy sao? Chết mờ lấy sao? Nó không cho nút lấy này. C à? Lấy nào? Đây, ấn E để ăn. Rồi xong. Thế là đầy cây. Chắc bây mình sẽ đi thám hiểm xung quanh đây. Đậu phộng mấy cái này. Chắc mình sẽ chặt bớt cây cho nó quang cái khu này ra. Mày mình chưa bắt được con thằn lằn đó nhá. Bắt thằn lằn có thể lấy ra nó để làm cái để đeo vào tay á, nhìn nó rất là thích. Bây giờ mình sẽ làm một cái căn nhà đi, căn nhà, bởi vì cái kia nó chỉ là cái lều tạm bợ thôi. Ok. Rồi, chạy bố linh tinh thế. Làm một căn nhà thì đối với này thì nó rất là mệt nhưng mà bắt buộc phải làm thôi. Bây giờ mình sẽ xem nào. Nhà đây mình sẽ xem, mà đây có một căn nhà này, nhưng mà đây mình sẽ chọn cái căn nhà này đi. Oh shit. Cần 89 cây gỗ này. Oh shit. Một bao giờ đủ 89 đây. Ok không sao đâu.
Chắc là thời gian sẽ trả lời tất cả. Ok. Mình sẽ cố gắng trong tập này mình sẽ hoàn thành cái này. Nhìn nó to quá. Ngỡ ngàng luôn. Ngỡ ngàng luôn. Ngỡ 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 ngàng. Ngỡ. Rồi mình sẽ phải làm một thằng gì kia? Đó đó gì đó đó đấy. Cẩn thận. Cứ tưởng là cái chỗ của cứ tưởng là cái mấy thằng thổ dân nó đứng cơ. Đậu phộng giật cả mìn. Mấy cái cây này nhá, mấy cây ảo ảnh này nhá, rất là ghê đấy. Chặt mình chặt mình sẽ chặt mấy cây ra. Ok. Ok. Vãi cả bộ cây. Chặt thôi đừng có bộ, chặt thôi đừng có bộ. Chặt thôi đừng có bộ, chặt thôi đừng có bộ. Chặt thôi. Vãi lều. Ôi. Ok, được hai cái rồi. Mình cần 80 cái. Để chặt mệt luôn đấy. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Và làm cái nhà này chết luôn. Oh. Ui cái cây này chắc nhiều lắm này. To vãi lều thôi. Rồi. Teng teng teng. Cái này nó có một cái có thể là chế tạo được mấy cái gì gọi là mấy cái lựu đạn đấy, nhưng mà mình không biết chế tạo sao. Mình quá gà. Cho nên mình chưa biết chế tạo mấy cái lựu đạn thế nào, cho nên mình tạm thời mình phải lấy cái này. Oh shit. Căng đây, căng đây, căng đây, căng đây, căng đây, căng đây. Hư. Hư. Mình sẽ chạy vòng vòng mình chặt. Mày ui, bổ cây luôn mày, cục xúc thế. Cục xúc thế. Cục xúc thế. Cục xúc thế. Mình muốn phải đi 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 ven bờ biển để mình kiếm mấy cái món đồ khác á. Chứ đâu 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 tôi chỉ kiếm mấy cái này thôi. Oh shit. 1 2 rồi, đến đây. Nào mình cùng sinh tồn nhé, nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé, nào mình cùng lên xe bus. Mà sao một cái cây mình thấy nó có hai cái gỗ nhỉ? Hai. Rồi nhìn cái tướng này, nhìn cái tướng à. Nhìn cái bóng này, nhìn thấy cái tướng của mình kìa, nhìn cái tướng kìa. Nhìn cái tướng kìa. Nhìn cái tướng kìa. Nhìn vãi ông chặt bổ cây ạ. Vãi ông bổ cây. Làm cái chém cái đường nào nó ok tí đi ông ơi. Ông đừng có bổ cây ông ơi. Khó quá nhỉ. Khó quá nhỉ. Ủa, thằng này nó bị điên rồi, nó cứ bổ cây. Đây. 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 Đây, ok dụng. Rồi đừng có dùng cái biển chui xuống dưới nhặt à. Fuck you. Sao mỗi cái cây nó chỉ có hai thôi. Nãy giờ mình không thấy cái nào có ba đấy. Cái này thậm chí có một thôi mà. What? Oh shit, có một thôi à? Đùa tôi. Mới được 14 trên 89 là mình cần phải trong thời gian đấy mình sẽ đun cái này cho sáng lên. Tối đến nơi rồi thôi, đi ngủ. Chữ C để lưu, Z để ngủ. Mình sẽ đi ngủ. Chết mỡ xong ngủ dậy chơi tôi om này. Ngủ tiếp không ơi. Hy vọng là trời sáng. Rồi trời bình minh rồi. Bình minh lên lại tiếp tục làm việc. Hy vọng là đừng có à đây. Đỡ 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 đỡ. Hy vọng là đừng có thằng nào, bất cứ thằng nào nó xuất hiện đây. Mình ngại ngùng nó lắm rồi. Kia kia kia. Ok, mình còn 73 cây nữa. 73 khúc gỗ nữa. Rồi chặt chặt vào trong buổi bình minh thật là VL. Thật sao thằng này cứ bổ cây này. VL 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 VL. Ủa. Hự. 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 Rồi đổ rồi anh ơi. Rồi đây là cái que mà, đâu phải cái cây, đâu phải cái cây đâu rồi. Thế mới chết chứ. Cái que mình cứ tưởng cái cây. Làm sao đây có thể nhìn ra chỗ nào nhỉ? Đây có khá là nhiều như kiểu là mấy cái đồ này. Đây toàn que thôi bạn ơi. Chắc là mình sẽ đi làm một cái gì gọi là một cái xe này. Ở đây có một cái cây này. Đấy. Nó phải sáng sáng như vậy nhìn nó mới ra này. Đây toàn que thôi, không có cây. Ok, còn 72 nữa. Chắc tầm này mình sẽ chỉ chặt một nửa thôi. Sau đó mình sẽ đi nghịch nghịch à. Không biết là có chặt được nửa không nữa. Ờ, cảm thấy khát nước rồi đấy. Mình sẽ cần phải uống nước. Uống nước ở đâu bây giờ nhỉ? Sao inventory của mình có nước không? Không có nước hay sao các bạn ơi? Đây có nước.
Ok. Tí mình hết coca thì mình phải đi chạy đi kiếm nước à? Mệt rồi nha. Ok. Sao mình toàn chặt cái to vãi cả lều á. Mà được ít 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 quá, ít đồ quá. Rồi, lấy nào. Mới được 19 trên 89, chắc là mình khó quá ta. Đây hai cây. Cố lên anh ơi. Rồi còn 70 cái cây nữa mà. Ok. Chặt nào. Chặt nào. Chặt nào. Chặt nào. Đừng có bổ nữa ông ơi. Ừ, đừng có bổ thành viên. Cục xúc cứ bổ thôi. Ai đi bổ cây người ta chỉ đi chặt cây thôi, hiểu không? Ông là như kiểu là tiều con ngựa nó phu rồi, ông chỉ chặt cây thôi. Ông đừng có bổ. Lại bổ cây, thanh niên. Thanh niên. Cục xúc. Cục xúc. Ôi, vãi. Rồi. Thôi chắc là mình sẽ đi vòng vòng xem thế nào. Mình sẽ trong cái thời gian offline thì mình sẽ xây cái nhà này chứ mình thấy mất thời gian quá. Còn không? Ok, mình sẽ chạy đi vòng vòng để mình xem nó thế nào nhá. Ê ê ê ê ê. Ôi giời, vãi đầu 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 ấy. Mình sẽ đi dọc bờ biển xem nào. Xem là nó có gì mới không. Rồi tí nữa mình sẽ về nhà mình sửa sau trong lúc offline. À, và các bạn thích là mình sửa trong lúc offline hay là mình sẽ sửa trong cái lúc mà mình sẽ xây trong lúc offline là tập sau xây tiếp bạn ơi. Thì các bạn hãy cho ý kiến ở phía dưới nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ tiếp. Không biết là sẽ có đồ gì không. Mà mình thấy là có mấy dân chơi kìa. Thôi. Cái trò này đi có mấy cục đá không khó này. Sao biển, rất nhiều sao biển đây. Nhiều bạn nói là cái chỗ này là mấy chỗ mà bọn như kiểu là bọn thổ dân nó đi tuần ạ. Chắc là bây giờ mình sẽ, à đấy có một cái cây gỗ này, nó rơi xuống cái đây khá là nhiều. Theo mình nghĩ nó rơi xuống đây khá là nhiều. Ông này chạy tí mệt rồi. Rồi leo lên, leo lên, leo lên. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Ok. Mình cần 65 cái nữa. Oh shit. Ok. Thì các bạn thông cảm mình không thể làm một cái clip dài quá được. Chắc là mình sẽ xem mà có mấy cái đồ nó hay lắm, mà có mấy cái gì kiểu là mấy cái để từ, từ có mấy cái bẫy bẫy biết các thứ, bẫy thỏ này, và có mấy cái đồ như kiểu là đựng đựng nước này, trồng cây này. Đấy. Và cái thuyền này, cái nhà dưới nước này. Không biết mình cần một thứ gọi là cái đây là cái xe cơ, không phải là cái này. Chắc phải còn nhỉ. Ủa cái xe đâu ta? Đây. Cái này là cái đựng gỗ rồi ạ. Mình đâu có cần cái này. Mình xem cái khác nào. Cái nào mà cái xe gỗ ấy, không phải cái đựng gỗ. Không có à. Mình nghĩ là nó phải có cái xe đẩy ấy nhỉ. Cái xe đẩy là cái gì ta? Để mình xem đã. Khá là nhiều đồ ở đây, khá là nhiều cái những cái loại ở đây. Đây, cái xe đây rồi. Xe để đây. Mình nghĩ là mình có đủ stick chưa? Lốc nữa. Nè vào đây. Ủa đâu rồi? Cần 6 cái stick nữa. Stick thì kiếm dễ thôi bạn ơi. Stick giờ mình có hơi nhiều, chặt mấy cây cũng ra stick nha. Mày cần 4 stick nữa. Ôi đừng có bổ, rồi cái cây nhỏ này cũng bổ được. Tao cũng phục mày luôn đấy thằng thằng này. Ok. Ok và bây giờ mình sẽ ra clip Outlast vào 6 giờ tối mỗi ngày nhé. Còn 7 giờ tối mỗi ngày, còn clip The Forest mình sẽ ra vào 5 giờ sáng mỗi ngày nhé. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Đây thì cái này mình có thể sử dụng để đẩy để đi đi chặt gỗ ở xa xa, mình sẽ đẩy 5 6 cái về đấy. Thì cũng khá là tiện đúng không? Ok, thì chắc mình sẽ dừng tầm lại đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like, cũng như đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Thì mình muốn làm nó dài hơn. Ủa cái vãi. Ê, nhặt 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 nhặt. Mình muốn làm một tập nó dài hơn, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình làm nó dài quá sợ không post được, cho nên là ok mình sẽ dừng tầm này đây nhé. Và hy vọng là mọi người sẽ thích. Và mọi người hãy cho mình xin ý kiến là mình nên xây cái nhà kia trong lúc offline hay là tập sau thì mình sẽ xây tiếp. Ok. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn vào tập sau của
The Forest.